Xin chào tất cả mọi người. Dạo gần đây thì Đức Hưng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn của các học viên có nhắn cho Đức Hưng rằng là thầy ơi, không có năng khiếu thì liệu có học hát được không? Thì trong cái video này thì Đức Hưng sẽ giải đáp cái câu hỏi là liệu mà chúng ta không có năng khiếu về ca hát thì chúng ta có học hát được không, và chúng ta sẽ học như thế nào. Thế thì đầu tiên thì Đức muốn chia sẻ rằng là mỗi một con người chúng ta thì sẽ đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu, và thường thì chúng ta sẽ luôn luôn mong muốn rằng là chúng ta sẽ hoàn thiện cái bản thân của mình hơn. Có thể là đối với Đức Hưng thì ca hát nó là một cái năng khiếu. Thế nhưng mà giả sử những cái lĩnh vực khác thì Đức Hưng cũng sẽ đều phải đi học, đều phải bồi dưỡng. Ví dụ như là Đức Hưng không biết bơi thì Đức Hưng sẽ đi học bơi. Nếu như mà Đức Hưng nói tiếng Anh kém thì Đức Hưng sẽ đi học bộ môn tiếng Anh để có thể trau dồi, hoàn thiện hơn cái khả năng phát âm tiếng Anh của mình. Thì mọi người cũng vậy thôi. Mọi người cảm thấy là khi mà ca hát thì chúng ta thiếu sự tự tin, chúng ta không hát được, chúng ta không thể giao lưu được trước đám đông, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể đi học hát để làm được cái điều đó. Thế thì đối với những cái học viên mà không có năng khiếu thì chúng ta sẽ học như nào? Đầu tiên thì Đức Hưng cũng sẽ phải xác định được cái level của các bạn đó đang ở tầm nào, mà bản thân các bạn cũng chưa chắc các bạn cũng đã thể nhận ra được cái điều đó. Đấy, thì đối với giả sử đối với những cái người mà có thể hát đúng cao độ và nhịp phách nhưng mà chưa biết lấy hơi, chưa biết mở khẩu hình như nào, thì khi đi học Đức Hưng sẽ hướng dẫn các học viên cách lấy hơi, nén hơi ra làm sao để có thể là cải thiện được những cái nốt cao, cũng như là cách xử lý câu chữ trong bài hát, cũng như là cách mở khẩu hình để làm sao âm thanh có một cái khoảng vang, hát tròn vành rõ chữ. Còn tất nhiên là đối với những cái người mà không hát đúng nhịp phách, không hát đúng cao độ, thì Đức Hưng sẽ phải có những cái phương pháp khác. Đó, mình sẽ phải gõ những cái nốt ở trên đàn kết hợp với luyện thanh để rèn luyện cái thói quen nghe cao độ cũng như là nghe nhịp phách của các học viên. Nhiều người người ta đi hát, người ta cứ nhìn vào những cái chữ trên màn hình karaoke xong rồi họ hát thôi, chứ họ cũng không thể biết được là trong cái câu hát này thì chúng ta sẽ phải đọc phách vào đâu. Thì khi đi học thì Đức Hưng sẽ vạch ra những cái điều đó để các bạn thực hành một cách hiệu quả nhất. Đó, và nếu như là chúng ta không bị những cái tật bẩm sinh như là bị câm, bị điếc, thì tất cả mọi người đều có thể đi học hát được. Và ngày nay thì ca hát là cái bộ môn tinh thần không thể thiếu được. Nó giúp chúng ta giải tỏa áp lực, giúp chúng ta giải tỏa cái stress. Vậy nên là nếu các bạn đang gặp phải những cái vấn đề trong ca hát thì mọi người hãy đi tìm các thầy cô có chuyên môn để rèn luyện nhé.